Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tao Tin Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đông Môn gặp Barcelona, tử huyệt của gã khổng lồ. Phong độ sân khách rất tệ của Barcelona có thể khiến gã khổng lồ Catalan phải trả giá ở chuyến làm khách Dortmund thuộc về trận đầu tiên vòng bảng Champions League đêm nay. Trận chiến giữa Dortmund và Barcelona được quan tâm đặc biệt ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2019-2020 vì cả hai đều tôn thờ lối đá tấn công. Tính đến thời điểm này tại Bundesliga 2019-2020, Dortmund đã nã và lừa đối phương 13 bàn trong 4 trận, trung bình 3,2 bàn một trận. Barcelona cũng không kém cạnh vì có 12 bàn sau 4 trận ở La Liga, trung bình 3 bàn một trận. Đây là lần đầu tiên Dortmund chạm trán Barcelona kể từ khi hai đội đụng độ 2 lần ở hai trận tranh siêu cúp châu năm 1996-1997. Gã khổng lồ Catalan vượt qua đội bóng áo vàng đen với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận, hòa 1 đều ở Westfalenstadion, thắng 2-0 tại Nou Camp. Trước trận đại chiến ở Westfalenstadion đêm nay, Barcelona đón chào sự trở lại của Lionel Messi, thủ quân đội tuyển Argentina đã bình phục chấn thương bắp chân và lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu ở mùa giải này. Dù Messi có tên trong danh sách đăng ký, nhưng khả năng đá chính của tiền đạo 32 tuổi trước Dortmund là 50-50. Trong khi Messi đến Đức thì Dembele không kịp hồi phục chấn thương để đối đầu với đội bóng cũ. Về phía Dortmund, huấn luyện viên Lucien Favre có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu đầu tiên ở bảng tử thần Champions League 2019-2020, Barcelona, Dortmund, Inter và Slavia Praha. Trước cuộc đón tiếp Barcelona tại Signal Iduna Park, Dortmund lại thắng Leverkusen với tỷ số 4-0 ở vòng 4 Bundesliga. Đây là trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà mùa này. Đội bóng áo vàng đen đã lã vào lưới đối thủ ít nhất 4 bàn một trận. Trước đó Dortmund đã vùi dập Augsburg 5-1 ở vòng 1 Bundesliga. Tương tự Barcelona cũng đại thắng trước chuyến đi từ Đức, đè về Valencia với tỷ số 5-2 ở vòng 4 La Liga. Nhưng đây là ở Nou Camp. Ngược lại Barcelona gây thất vọng lớn ở hai lần làm khách tại La Liga từ đầu mùa, thu Bilbao và hòa thân binh Osasuna. Riêng tại Champions League, Barcelona cũng chơi rất tồi mỗi khi làm khách. Mùa trước gã khổng lồ Catalan thua thảm Liverpool với tỷ số 0-4 ở lượt trận bán kết lượt về tại Anfield. Ở vòng bảng, Barcelona để hòa Inter Milan tại Italia, trong khi bị Lyon cầm chân ở vòng 1/8 tại Pháp. Vì thế ám ảnh sang nhà, gần nhất là thảm bại tại Anfield ở Champions League, có thể là tử huyệt của Barcelona trong trận chiến với Dortmund. Dự đoán Dortmund sẽ thắng 2-1. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe để nhận thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.